Hôm nay tôi cùng người anh rất thân đi ăn buffet hải sản tối ở khách sạn New World Sài Gòn. Đây là một trong những khách sạn 5 sao đầu tiên Mày ở ăn Sài sạn này Gòn. hấp dẫn quá anh. Sau Sơn khi đi Càng quan ha. sát một vòng buffet hải sản nơi đây, cảm nhận đầu Đây tiên của là tôi hấp dẫn quá. là thấy hải sản ở đây rất là phong phú. Có tôm hùm, có bào ngư, có hào, có Cũng tôm bộ ấy. càng, có ghẹ xanh. Wow, đặc biệt có Trang tôm trí hùm. cũng đẹp mắt và hải sản thì nhìn rất là tươi. Điều làm cho tôi ấn tượng và rất bất ngờ đó là giá của buffet hải sản ở đây. Bạn có đi xe ô tô hay xe gắn máy thì các bạn sẽ gửi xe ở đường Nguyễn Thị Nghĩa mặt bên hông của khách sạn New World ở quận Nhất. Đây là nơi để ăn Đây buffet là hải sản tối nay, khách sạn nhìn New từ World nhìn phía từ bên bên ngoài. ngoài. Ở đây là mặt đường Lê Lai. Bây giờ mình đi tiến vào bên trong sảnh của khách sạn để gặp bạn mình. Sạn New World hôm nay khá đông khách. À. Ở khách sạn New World này thì có rất nhiều nhà hàng, Đây là bên trong nhưng sảnh mà New nhà World. hàng để tổ chức cái tiệc buffet hải sản này á, nằm ngay ở tầng trệt, ngay cái đại sảnh luôn. Đi vào mặt tiền đường Lê Lai thì cái nhà hàng để tổ chức cái tiệc buffet hải sản này đó là nhà hàng Park View Cà Phê, là cái view nó hướng ra công viên. Bây giờ mình đã gặp anh bạn của mình rồi. Bây giờ Khách mình thứ ngồi nhất vào bàn. xưa ra Bàn mình là mời bàn cậu số 32. Phía trước mặt mình đó là nước uống chào mừng. Nó gồm soda với mảng cầu giúp kích thích cái vị giác quầy hải sản hấp để cho dẫn mình ăn ngon hơn. À, mình thấy hào tươi ghê không? À, quầy hải sản vô cùng ấn tượng không? Tôm càng nè, ốc hương nè, ghẹ nè, bạch tuộc nè, tôm nè. quầy Quầy hải hải sản này sản hấp này hấp dẫn dẫn quá quá anh. Sâm Càng nha. Đi tới nữa là quầy Đây chế là biến sushi và quầy cá sashimi hồi. từ các loại cá tươi sống như cá hồi, cá ngừ, cá trích. Hàu nướng, khoai tây nghiền. Ồ, có tép xào nữa. Mực. Xoài dẻo nướng mơ hành. Quay bánh bao. Đây là quầy trái cây. Ồ, quầy cá sống hấp dẫn quá ta. Bào ngư, ăn sắc bào ngư. Buffet hải sản ở New World này đặc biệt chỉ mở vào ngày cuối tuần thôi, chỉ thứ sáu và thứ Quầy bảy thôi. Thời gian bắt đầu là từ 6 giờ tối và kết thúc là 10 giờ tối. đây chuyên gia sushi đây đây à quầy tôm nè, quầy cua nè, ghẹ chứ, ô ghẹ siêu bự luôn, có bàn tay mình nè, siêu bự. Đây cũng có thợ đang chụp hình. Cua chiên giòn, cua lọc chiên giòn. Xoài đẹp áp chảo, wow, xoài đẹp áp chảo giống quá. Bún bò Huế nữa. Wow, đặc biệt có tôm hùm. À, nướng bơ tỏi, nướng phô mai, hấp sốt nấm, Mình BBQ. sẽ nói thêm về giá của cái buffet ở đây nha. Có lẽ các bạn sẽ rất bất ngờ. À, giá buffet ở đây có hai loại. Buffet tối tiêu chuẩn Đây, bạn của mình đây. thì ngoài những thức Đây ăn là lệnh bạn mình. ở trên bàn nha, thì còn được phục vụ là nước ngọt, nước Chẳng uống chào cao. mừng, nước trái cây, nước lọc, trà và cà Ngọt. phê. Còn buổi tối cao cấp Rồi á, mắt. thì ngoài những cái mình vừa nêu trên á, thì có phục vụ thêm là rượu vang đỏ, vang trắng, bia tươi, cocktail bar,
là uống không giới hạn. Giá của buffet tối tiêu chuẩn tắt cổ là 1.288 tắt nghìn cổ này ca. À, cộng thêm hai cộng nữa là phí phục vụ 6%, thuế VAT 8%, còn buffet tối cao cấp á, là thêm 300 nghìn là 1.588 nghìn. À, với phí phục vụ và thuế VAT. Đây là đồ mình lấy nè, hai tôm càng với hai hào đúc lò. Rồi thôi mình lại bàn để mình thưởng thức nha, rồi mình review với các bạn xem nha. Đây là món nhà hàng mời, mỗi người chỉ được một phần thôi, gồm tôm và gan ngỗng, ở dưới là bánh mì chấm nước sốt canh dây. Gan ngỗng thì mềm mịn, tôm thì tươi, nước sốt canh dây rất là vừa ăn. Món này mình đánh giá rất là cao. Em cho anh order tôm hùm đi anh. Chị cho anh bơ tỏi với sốt nấm đi. Mọi loại một miếng chứ đi. Thôi vậy cho ba thứ luôn đi. Bơ tỏi, phô mai với sốt nấm luôn đi. Mỗi thứ một miếng đi. Ha, cảm ơn em. Hải sản ở đây là order không giới hạn nha. Các bạn thích ăn bao nhiêu thì order bấy nhiêu. Ăn thêm, order thêm nha. Tuy nhiên giá này là giá chưa giảm. Nếu mà sau khi giảm giá thì cái giá còn lại là khoảng 1.000.000 đồng đen trên một người thôi, chưa bao gồm các loại thuế, thì cái giá này sẽ thấp hơn rất là nhiều so với các khách sạn 5 sao khác ở Sài Gòn. Còn để được giảm giá thì ai cũng có thể thực hiện được hết. Thì có 3 cách để giảm giá. Cách đầu tiên là bạn phải lưu trú ở khách sạn New World này, bạn sẽ được giảm giá 20%. Cách thứ hai, ai cũng có thể làm được hết, đó là các bạn gọi điện đặt chỗ trước. Thời gian đặt chỗ trước là từ thứ hai, thứ ba đến thứ tư. Các bạn sẽ đặt cho ngày thứ sáu hoặc thứ bảy thì các bạn sẽ được giảm giá 20%. Hoặc các bạn book ở trên trang web của khách sạn, đó là các bạn sẽ được giảm giá 20%, chỉ cần đặt chỗ trước thôi. Vì đặt chỗ trước là rất là dễ dàng và vô cùng tiện lợi. Nó có cái thuận lợi là khi mà bạn muốn hủy chỗ thì bạn không tốn bất kỳ cái lần phí nào nếu mà vào ngày đó bạn bận. Cấp tiền. Đây kem gì đây? À, cái loại kem. Kem dừa. Đây là món tôm hùm mình order ra nè, gồm 3 loại sốt. Nhưng mình ăn thấy hợp khẩu vị với mình nhất là sốt bơ tỏi với sốt nấm. Còn đây là ghẹ đó, mình order ra đó. Ở đây là rất chắc thịt nha, rất tươi nha. Lần đầu tiên mình ăn hải sản mà ghẹ mà tươi chắc thịt không bị ốp nha. Thịt rất là ngọt nha. Mình đề xuất là ghẹ ở đây là mình mới order mình xong nè. Ăn ghẹ ở đây là ăn phải order. Tâm ghẹ vô cùng tươi chắc lắm tươi. Lần đầu ngọt tiên mà ăn thấy ghẹ tươi chắc. À, phía sau giò heo muối. Giò heo muối nè. Giò heo muối nè. À, công cái gì đó. Còn cách thứ ba nữa là khi mà thanh toán thì các bạn sẽ sử dụng các thẻ credit card, có nghĩa là thẻ tín dụng của 5 ngân hàng, trong đó có 3 ngân hàng trong nước, đó là ngân hàng Exim Bank, Sacombank và ngân hàng VIB. Còn 2 ngân hàng nước ngoài đó là ngân hàng Warribank và ngân hàng Shinhanbank. Nếu sử dụng các loại thẻ này, các bạn cũng được giảm giá 20%. Thì sau khi giảm giá 20% thì cái giá buffet ở đây mình nhìn thấy là rất là hợp lý, rất là rẻ so với các cái khách sạn 5 sao khác. Chỉ là tầm 1 triệu đồng một người thôi, chưa có phí phục vụ với thuế VAT. Nếu mà có thêm phí phục vụ VAT thì một người cũng tầm khoảng gần 1.200.000 thôi. Thì là cái xô nè, bánh cà phê kiểu Ý nha.
cái phần tráng miệng của mình đây. Rồi thôi mình đi về, mình kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Đây là bill của bạn mình. Bill ăn ở khách sạn New World Hotel Sài Gòn. Thì bạn mình có 4 người. Nguyên giá một người là 1.288, 4 người á là 5.152.000. Sau khi mình được giảm 20% là còn 4.121.600 đồng. Số tiền được giảm là khoảng 1.030.400 đồng. À, mình sử dụng thẻ của ngân hàng Exim Bank. À, phí phục vụ 6% là 247.000. Phí VAT 8% là 349.000. Thì tổng thiệt hại cho 4 người ăn là 4.718.408 đồng. Tính ra một người là gần 1.200.000. Mình thấy cũng khá hợp lý cho một buổi buffet hải sản hoành tráng như vậy. Còn các bạn thấy như thế nào? Buffet này có rẻ và ngon không? Các bạn cho ý kiến nha. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.